Vụ giết người khi một giáo dân đi mở cửa nhà thờ. Chủ nhật tuần trước 30 tháng 6, để làm việc của mình, ông Ernesto đã đến giáo xứ trước 10 giờ sáng bằng ô tô. Ông ra khỏi xe và bị chặn lại bởi ba người đàn ông. Có lẽ ông đã chống cự nên những kẻ tấn công đã bắn ông. Hôm Chủ nhật 30 tháng 6, ông Ernesto Cavazza, 80 tuổi, thuộc giáo xứ Thánh Monica, giáo phận Moron, Argentina, đã bị giết trong khi ông đi mở cửa nhà thờ. Đức cha Charles Vaquez, giám mục giáo phận Moron, bày tỏ sự đau buồn với gia đình và giáo xứ. Trong thư gửi cho cộng đoàn giáo phận, Đức cha viết: "Tin này đã gây sốc cho tôi cũng như nhiều người khác. Tôi muốn gửi những lời nâng đỡ và gần gũi đến gia đình của ông và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Thánh Monica. Tôi khóc với anh chị em." Đức cha viết thêm: "Dân thánh của giáo phận Moron cần các mục tử, linh mục và giáo dân như ông Ernesto để cùng nhau tiến bước để loan báo niềm hy vọng của Chúa Kitô cho giáo hội." Ông Ernesto Cavazza là thành viên hội đồng kinh tế của giáo xứ Thánh Monica ở Villa Sarmiento. Nhiệm vụ của ông còn có việc mở cửa nhà thờ cho thánh lễ đầu tiên trong ngày. Chủ nhật tuần trước, ngày 30 tháng 6, để làm việc của mình, ông Ernesto đã đến giáo xứ trước 10 giờ sáng bằng xe ô tô. Ông ra khỏi xe và bị chặn lại bởi ba người đàn ông. Họ đã tấn công ông, có lẽ với ý định cướp xe hoặc trộm đồ trong nhà thờ. Có vẻ ông Ernesto đã chống cự, nên những kẻ tấn công đã bắn ông. Ông được chuyển đến một bệnh viện trong khu vực và qua đời ngay sau khi trải qua ca phẫu thuật.